ghé Thanh Hùng sắm giày chính hãng. Brazil đang chứng minh với cả thế giới rằng họ chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu World Cup 2022. Bởi Seleção mà đến Qatar, một đội hình hàng loạt những ngôi sao tấn công, đại diện đến từ Nam Mỹ đang hướng đến danh hiệu World Cup lần thứ 6 trong lịch sử sau khi bị loại đáng tiếc ở tứ kết trên đất Nga vào mùa hè 2018. 26 gương mặt ưu tú nhất đã được Tite đi vào danh sách tối ngày 10 tháng 11. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhận định về đội hình tối ưu của Brazil tham dự World Cup 2022 và liệu họ có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng sau đúng 20 năm cũng tại đất châu Á hay không. Trong suốt thời gian diễn ra vòng loại, Tite đã có nhiều thử nghiệm về đội hình, nhân sự và có lẽ 4-2-3-1 sẽ là phương án tối ưu được ông lựa chọn tại Qatar. Vẫn sẽ là bộ tứ vệ, tuyến giữa sẽ là hai tiền vệ trung tâm, chơi cao hơn sẽ là một bộ ba hỗ trợ cho tiền đạo cắm. Sơ đồ này rất phù hợp với dạng nhân sự của tuyển Brazil nhằm mang lại sức mạnh tối ưu cho Seleção cả công lẫn thủ. Thủ môn tướng chừng như chỉ có cuộc chiến trên hàng công của Brazil là khốc liệt, nhưng trong vị trí gác đền, cuộc cạnh tranh giữa Alisson Becker và Ederson Moraes cũng khốc liệt không kém. Cả hai đều đang khoác áo hai câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Tuy nhiên, phản xạ, cản phá cho đến khả năng chơi chân, cả hai đều 1-9-1-10. Nhưng chúng ta cũng ngầm đoán được rằng Tite sẽ chọn Alisson Becker khi mà thủ môn của Liverpool vẫn chắc suất thủ môn số 1 hơn ở trên tuyển. Tuy nhiên, nếu cần một làn gió mới nơi khung gỗ, thì Ederson, thậm chí là Weverton vẫn luôn sẵn sàng xuất trận. Hậu vệ, khi những đội tuyển quốc gia khác nhau điền tên những nhân tố mới, trẻ lên tuyển, thì Brazil lại chọn mặt lưới vàng ở những lão tướng. Khi Tite vẫn triệu tập những cái tên như Thiago Silva, đặc biệt là Dani Alves. Tuy nhiên, không chỉ vì tuổi tác của Alves mà Silva khiến cho hàng phòng ngự của Seleção trở nên chậm chạp và yếu đuối, khi họ vẫn còn đó những cái tên đang bước vào đội chính của sự nghiệp như Marquinhos, Bremer, Militao, Danilo. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và độ trẻ trung, độ chính của những cái tên trên sẽ khiến cho hàng phòng ngự của Brazil trở nên đáng gờm và cân bằng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy nên cặp trung vệ chính của Seleção nhiều khả năng sẽ là Militao và Marquinhos. Tuy nhiên, Thiago Silva lẫn Bremer hay Danilo hoàn toàn có thể được ra sân. Nếu Marquinhos và Militao không đủ khả năng đá chính, thì những cái tên trên sẽ sẵn sàng thay thế. Trong khi ở hai hành lang biên, thì cặp đôi Alex nhiều khả năng sẽ có một suất đá chính. Alessandro sẽ án ngữ bên hành lang phải, còn Alex Telles sẽ chờ phía đối diện. Đừng vội nhìn vào tên mà đánh giá thấp bộ đôi này. Khi mà Alessandro cùng Juventus đã có chủ trận thăng hoa tại Serie A, Alex Telles cũng đang có điểm rơi phong độ tốt tại La Liga. Ngoài ra, lão tướng Dani Alves cũng sẽ là một ẩn số thú vị, bởi hậu vệ 39 tuổi vẫn là một cầu thủ có thể chất đáng ngưỡng mộ. Dani Alves chắc chắn sẽ phải cố gắng rất nhiều, bởi một huấn luyện viên khó tính như Tite đã quyết định cho anh vào danh sách. Tiền vệ, nhìn vào sau cái tên Casemiro, Fabinho, Guimarães, Fred, Paqueta và Everton, thì chúng ta cũng thấy được hai tiền vệ có khả năng phòng ngự thực thụ là Casemiro và Fabinho. Với những cái tên còn lại, họ có thiên hướng tấn công hơn, nên chúng ta cũng ngầm đoán được thứ bóng đá mà Seleção sẽ mang đến World Cup 2022 là vô cùng mã nhãn. Casemiro là cái tên đầu tiên được Tite đi vào danh sách đá chính khi tiền vệ của Manchester United vẫn đang thể hiện phong độ cao. Casemiro vừa đóng vai trò là máy quét, phòng ngự từ xa, vừa là một chân sút xa và làm bóng từ tuyến giữa rất hiệu quả. Trên bên cạnh anh, nhiều khả năng là một cầu thủ có khả năng phân phối và điều bóng tốt. Và cầu thủ đang bay cao cùng Newcastle, Bruno Guimarães là cái tên không thể nào hợp lý hơn. Anh là một tiền vệ có lối chơi rất toàn diện. Bruno Guimarães sẽ là chiếc cầu nối cân bằng giữa công và thủ. Ở vị trí cao nhất của hàng tiền vệ, nhiều khả năng sẽ là sự góp mặt của Lucas Paqueta, khi mà cựu tiền vệ của Lyon vẫn rất được Tite tin dùng trên tuyển. Ngoài ra, những gương mặt như Fabinho, Everton hay Fred cũng sẽ sẵn sàng ra sân. Tiền đạo tiếp tục là một cơn đau đầu dễ chịu cho Tite, khi trong tay ông là hàng loạt những cái tên chất lượng và ai nấy cũng đều có phong độ cao, cho nên ông cũng không biết phải chọn ai hay bỏ ai ở nhà. Chính cái tên bao gồm Neymar, Anthony, Richarlison, Rafinha, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Rodrigo và Pedro đều rất chất lượng. Ở trung tâm hàng tiền đạo, nhiều khả năng sẽ là sự góp mặt của Neymar. Tiền đạo của PSG chơi ở cánh trái, số 10 hay cả trung tâm đều hay, bởi đẳng cấp của Neymar đã được chứng minh qua nhiều năm và nhiều kỳ World Cup. Bên cạnh đó, Neymar cũng thích được chơi gần Lucas Paqueta,
sẽ tạo thành một cặp đôi hủy diệt ở vị trí số 10. Tuy nhiên, vị trí này vẫn có thể thuộc về Gabriel Jesus khi số 9 của Arsenal không hề tỏ ra kém cạnh. Với những pha di chuyển không bóng thông minh, lẫn khả năng kết nối với những vệ tinh xung quanh của Jesus đã giúp Arsenal mùa giải này bay rất cao. Ở phía cánh phải, nhiều khả năng sẽ là một suất đá chính cho Rafinha khi anh đang có những màn trình diễn tốt trong màu áo Barcelona. Bên cạnh đó, không chỉ khả năng rê bóng, kỹ thuật lắc léo đặc trưng của một cầu thủ Brazil, mà Rafinha còn có những đường chuyền rất thông minh bên phía cánh phải, giúp giải vây cũng như tạo điều kiện cho các đồng đội. Tuy nhiên, Anthony cũng không phải là một tay mơ và tham dự World Cup lần này cho đủ số. Cầu thủ của Manchester United cũng đang rất khát khao chứng tỏ. Điểm cộng cho Anthony chính là những cú cut inside và cứa lòng thượng hạng. Và cuối cùng là bên cánh trái, vị trí này khó thoát khỏi tay của Vinicius Junior khi anh đang ngày một tỏa sáng và đóng vai trò Verdes trong mùa áo Real Madrid. Và đây là thời điểm không thể nào thích hợp hơn để Vinicius tỏa sáng tại World Cup. Khả năng dứt điểm đã từng là điểm trừ của tiền đạo này, thế nhưng Vini đã biến nó trở thành một món vũ khí lợi hại. Với 10 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 20 lần ra sân mùa này, đã chứng minh đầu ra của Vinicius được cải thiện rất đáng kể. Dù nhiều khả năng, tiền đạo của Real Madrid chắc xuất bên phía cánh trái, nhưng chúng ta cũng không vội bỏ qua Martinelli. Đây là nhiều khả năng sẽ là một nhân tố tạo nên bất ngờ của Tite, bởi Martinelli cũng là một trong những nhân tố chính giúp Arsenal bay cao. Anh đã cải thiện rất nhiều và tiến bộ vượt bậc khi số 11 của Arsenal không chỉ biết cắm mặt rê bóng, mà anh đã biết đa dạng lối chơi của mình hơn. Martinelli di chuyển hợp lý hơn, biết cách lựa chọn thời điểm để bùng nổ, chuyên chọn và dứt điểm cũng đều gần như đạt mức hoàn hảo. Ngoài ra, Richarlison, Rodrigo và Pedro cũng luôn sẵn sàng ra sân thay người. Vừa rồi chính là những nhận định về đội hình tối ưu của Brazil tại World Cup 2022. Theo anh em, cái tên nào bị bỏ lại ở nhà đáng tiếc nhất? Và liệu với đội hình này, thầy trò Tite có thể chinh phục được chiếc cúp vàng thứ 6 cho Brazil hay không?